Ngôi nhà bốc cháy sau tiếng nổ, dân cứu kịp cụ bà 80 tuổi. Đám cháy bùng lên từ căn nhà ở trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khiến hàng xóm náo loạn. Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 2 tháng 5, người dân sống cạnh ngôi nhà 2 lầu trong hẻm đường TL19, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng nổ như chập điện. Liền đó, tầng 2 căn nhà bốc cháy kèm khói tỏa ngùn ngụt. Phát hiện, những hàng xóm hô hoán, kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ phối hợp với các thành viên trong nhà tìm cách dập lửa, đưa cụ bà 80 ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 12 điều động nhiều phương tiện cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến hơn 20 giờ, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Cảnh sát nghi ngờ nguyên nhân cháy là do chập điện.